Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ cho đến 18 giờ chiều ngày hôm nay, mùng 2 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 347 ca mắc mới COVID-19 trong nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tới 269 ca mắc mới. Như vậy là tính cho đến nay, Việt Nam có tổng cộng 16.075 ca ghi nhận trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay là 14.505 ca. Trong đó có 4.473 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.